Kami là vai chính điện ảnh đầu tiên trong cái sự nghiệp điện ảnh của Bon. Bon nghĩ là đây là một cái vai trò nó không hề dễ dàng tí nào. Cái vai diễn của Kami là một cái vai diễn nặng về tâm lý rất là nhiều. Trong phim á, Kami đã bị bạo hành về thể xác cũng như về tâm lý rất là nặng nề. Nó ám ảnh Bon trong vô thức. Mình thật sự đã có cái khoảng thời gian sống cùng với cái nhân vật đó. Vai diễn của Trường trong phim này là nhân vật được tên là Đăng Minh, là chồng của Kami, một người cực kỳ bí ẩn và có một chút gì đó biến thái. Đây là vai diễn đầu tiên mà Trường nhận cái thể loại vai như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời Quốc Trường phải đóng những cái cảnh gần gũi nhiều nhất trong lịch sử làm phim của mình, mà nó là những cái cảnh gần gũi mang tính bạo lực. Thật sự mà nói, cái vai Đăng Minh này là một cái vai không có cảnh nào không nặng tâm lý. Cái khúc mà thằng này nó hối lỗi, ở cạnh nó đấu tranh nhiều thứ lắm, tâm lý nó phức tạp vô cùng. Lúc hối lỗi nhưng nó vẫn một sự mưu mô, thì cảnh đó Trường cũng cảm thấy rất áp lực. Đối với Bảo Anh thì cái cảnh đó rất là nặng nề trong cảm xúc, bởi vì đó là cái lúc mà người chồng của mình quỳ xuống, năn nỉ mình, chất vấn mình, thao túng mình và làm cho mình bị hoang mang, mình không còn tin là mình đang đúng nữa. Rất là yêu thích cái vai diễn này. Mình cảm thấy nó điểm sáng cho cái sự nghiệp diễn xuất của mình. Và mình chịu bước qua cái ngưỡng an toàn của chính bản thân mình đã đặt ra trong suốt thời gian dài vừa qua. Có thể đây là một cái nhân vật, một cái tạo hình cũng như là một cái vai diễn mà từ trước tới giờ Hằng chưa bao giờ dám đụng tới. Không có phải là sở trường của mình. Mình có rất là nhiều cái sự ngỡ ngàng và bỏ ngỏ cho cái vai diễn này. Đối với lại vai diễn Quỳnh Lan thì phải cần một cái body rất là hot, rất là nóng. Nên là trước khi mà bóc máy bộ phim thì Hằng cũng đã đi tập luyện. Chắc chắn 100% đây là bộ phim nóng bỏng nhất từ trước tới giờ của Hằng. Diệu Nhi thủ vai luật sư Linh Đan là một nhân vật cá tính mạnh. Nó cũng là một cái áp lực cho mình để làm sao mình vẫn thể hiện tốt cái vai Linh Đan cho tròn vai, nhưng mà nó cũng phải có những cái mới và nó cũng phải trưởng thành hơn. Mình cũng sẽ tìm tòi cho nhân vật mới này của mình như thế nào, mình sẽ tìm tính cách như thế nào, những cái điểm gì cho nhân vật để là thu hút khán giả, làm cho khán giả bất ngờ hơn. Thật ra khi mà Nhi làm một cái vai diễn gì đó thì Nhi luôn quan niệm là cái vai diễn của mình, cái nhân vật của mình nó phải đẹp. Nó sẽ làm xấu Diệu Nhi nhưng mà nó sẽ làm đẹp nhân vật. Nó sẽ tôn cái nhân vật mình lên. Mình diễn bất cứ một cái vai diễn nào, cả quần áo rồi cách cư xử rồi cử chỉ của mình, nó phải đúng với nhân vật thì nó mới là đẹp nhân vật. Khi mà mình được biết là mình được chọn cái vai này thì mình rất là hạnh phúc và mình chỉ biết cố gắng thật nhiều cho cái vai diễn này thôi. Quá trình mà chuẩn bị cho vai Ken này tốn rất là nhiều thời gian, gần như là khoảng 4 tháng. Điều đầu tiên mà Thuận phải thay đổi đó chính là ngoại hình. Bên cạnh đó, để chuẩn bị tâm lý của Ken thì Thuận phải đi gặp những người mà có cái hoàn cảnh gần giống như Ken nè. Thì mình cứ tiếp xúc với những người đó nhiều hơn và mình lấy đó để làm chất liệu để cho tâm lý nhân vật của mình.